rồi một mấy, cái tự nhiên cái ngủ được có nửa tiếng thức, ba mấy thức, lên trên xe nào cũng hai mấy rồi, cái ba giờ thức cái thay nói ủa bộ không ngủ hay đệ, mới đang học bài là lúc tới sáng là em đi đi học luôn á, là lúc đó thi. Của em cái kiểu như cái đó nó phải học không học là không biết gì luôn á, không học là không biết. Mà ngộ nha, nguyên học kỳ không học, phải cần thi cái đè học chứ mỏi nè. Mà nguyên học kỳ đi học có nhớ không, đi học có vô không? Nguyên học kỳ không học luôn, đi học chơi chơi không à. Ý chị nói ví dụ như mà về trong học kỳ mà có học bài cũng có nhớ đâu, cái thi cũng có nhớ đâu. Phải học trước nè, hiểu hiểu rồi, cái nguyên học kỳ mà mấy môn nào mà em thấy thích rồi em mới kiểu như đọc qua, còn mấy môn nào không thích thôi cuối kỳ học luôn. Thi đại học rồi. Mà thi đại học em còn áp lực hơn thi đại học nữa. Thi ở trường đại học á, thì đại học đó em nhẫn nhơ, không có áp lực gì chưa. Thứ năm là đọc phần tóm tắt ở cuối chương trước, một kỹ năng đọc sách khác mà đa số học sinh đều không nhận ra. Hay là bao giờ cũng nên đọc phần tóm tắt cuối chương trước khi quay lại đọc phần đầu chương. Và tại sao? Và bởi vì ở cuối chương lúc nào cũng có vài đoạn văn tóm lại ý chính, hoặc là trong nhiều trường hợp có cả các câu hỏi kiểm tra về chương. Và khi bạn đọc phần cuối chương trước thì bạn sẽ có một khái niệm chung về nội dung chính của chương, và đồng thời não bộ của bạn cũng biết được những thông tin cần thiết nào mà bạn cần tìm hiểu trong chương sách, và bạn sẽ được đọc sách là một cách hết sức hiệu quả để nắm bắt những thông tin ấy. Hơn nữa, bạn luôn luôn đọc lướt qua những mục chính và phụ trong chương sách trước khi bắt đầu đọc từng chữ chi tiết. Việc đọc lướt như này sẽ giúp bạn chuẩn bị tâm lý và đọc hiệu quả hơn. Thứ sáu, liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng của bạn. Chị biết mình rảnh nè. Cái gì vậy? Chơi để bước như em. Kiều chỉ qua vô đây chơi nè. Bạn đã từng thấy các vận động viên chạy đua tập luyện như thế nào chưa? Và họ buộc các vật nặng vào chân lúc chạy. Đấy là cách rèn luyện cơ bắp thêm mạnh mẽ, nhưng nó tạo ra cảm giác cực kỳ nặng nề, khó chịu khi luyện tập. Tuy nhiên khi họ tháo bỏ những vật nặng ấy đi, họ bỗng cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng, có thể chạy rất là nhanh. Bạn có thể dùng một số kỹ thuật tương tự để